Của cha mẹ đó luôn rồi. Ủa. Và đây là câu chuyện về món trứng cút nướng đá. Dậu ơi, dậu xuống dưới kìa. Chưa, dậy xôi. Dậy xôi rồi. Nhìn như nè. Chưa. Rồi. Nhìn một lần trong đời thôi nha mọi người. Nhìn một lần trong đời thôi nha mọi người. Đấy, lần hai đâu. Cậu chạy mẹ đó luôn rồi. Ủa. Vậy là chân dữ chưa? Sao lẽ hồi nãy đừng có xịt dầu đâu, cái chạy nó dính lên cái cục đá. Cái chân đâu. Là một lần vậy thôi đó.